cùng anh Duy Nguyễn xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương mục hỏi đáp số 625. Xin thân ái kính chào các bạn. Các bạn thân mến, nói đến cơ ngực là một nhóm cơ cũng khá quan trọng đối với nam giới. Tuy nhiên bên cạnh đó đối với nữ giới thì ngày nay với cái phong trào tập gym phát triển thì cũng rất nhiều cô nữ là cũng vẫn muốn là sở hữu một cái phần ngực săn chắc hơn và cao hơn, đại đàn hơn. Trong câu hỏi đầu tiên của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, câu hỏi 12.582 của một bạn nam, bạn ấy nghĩ rằng là đối với cơ địa của mình thì cái phần cơ ngực dưới là đã là một cái nhóm cơ trội rồi, có nghĩa là không cần tập mà nó cũng bự sẵn rồi. Cho nên là nhưng mà có một cái ngặt nghèo á, là cái phần cơ ngực dưới thì bạn thấy là nó đã to sẵn, nó đã trội sẵn, nhưng mà cái cơ ngực trên thì nó lại rất là nhỏ, rất là lép, do vậy nó khiến cho cái phần cơ ngực của bạn trở nên to ở cái phần dưới, thì giống như là ngực của nữ giới vậy, thì khiến cho bạn cảm thấy là rất là băn khoăn về vấn đề này. Vậy bằng cách nào để có thể khắc phục được cái tình trạng này? Bạn nói như sau là nhóm cơ ngực dưới là nhóm cơ trội nên rất ít khi tập ngực nhưng nó vẫn to lên bình thường. Làm ngực của em giống như ngực con gái, trong khi tay chân và ngực trên bé nên nhìn rất là mất cân đối. Bây giờ khắc phục như thế nào để tập các nhóm cơ khác mà không ảnh hưởng đến cơ ngực dưới? Nói chung bây giờ thì cái bệnh của bạn đó là nhiều người bị chứ không phải mình bạn. Cái triệu chứng mà ngực dưới nó là nó to, ngực trên nó mỏng, nó nhìn ngực nó không được đẹp cho lắm. Vậy thì em nghĩ là mình phải tăng cường, mình tập thật là nặng cho phần từ ngực trên. Bạn bỏ hết những bài ngực khác, bạn chỉ tập ngực trên thôi được. Tại vì khi bạn tập ngực trên, ngực giữa nó cũng ăn rồi, khỏi lo. Đó, nên bạn chưa tập ngực trên thì bạn fly chút đỉnh rồi bạn đổi qua cơ khác là được rồi. Như bạn nói là cái tay cái chân của bạn gì, cái tay với cái vai bạn nó nhỏ kìa, thì bạn tập trung vào đẩy vai với tập tay để cho nó cân đối lại. Còn riêng cái ngực thì giải quyết bằng vấn đề ngực trên là được. Anh thân mến, vậy đối với bài cơ ngực dưới ấy, thì tức là mình tác động vào phần ngực dưới là mình tập cái bài nào? Decline barbell bench press và bài dip. Đối với bài decline sao em cảm thấy nó trong một cái tư thế đó rất là khó khăn, rất là khó có thể mà cân bằng khi mà mình nằm dốc xuống như vậy. Ôi, nói chung gái tập bài đó chỉ cho xấu. Nói chung gái giờ thì nếu mà có khả năng men đó thì tập bài dip được rồi. Còn không thì ngực bình thường được rồi, gái dưới gì nữa. Nói chung phụ nữ á, quan trọng phụ nữ là ngực trên. Phụ nữ quan trọng tầm ngực trên thôi. Tại vì sao? Tại vì ngực trên nó lợi hại ở chỗ á, là khi bạn mặc những cái bra nó tự động nó nâng lên. Và cái nhất, cái thứ hai nữa là phụ nữ mặc cái áo mà nó gọi là nó hở nửa ngực á, thì phần ngực trên của bạn nó được nâng lên, nó sẽ rất là đẹp. Lên rất là nhiều. Nó sẽ rất là đẹp. Còn ngực dưới thì thôi không cần. Nói chung phụ nữ tập ngực trên là được. Tập ngực trên, còn nếu mà ngứa tay nữa thì nằm lai lai chút đỉnh hoặc là vô máy hoặc ép chút đỉnh là men rồi. Câu hỏi 12.583. Câu hỏi về hiện tượng là đau nhức, không đau nhức cơ nhưng mà cơ lại vẫn cứ phát triển đều đều. Chứ bình thường. Có những bạn thì tập xong thì cảm thấy đau nhức cơ, đấy là một hạnh phúc. Và có những bạn thì không đau nhức cũng cảm thấy rất là tò mò, thắc mắc. Chào anh Duy và chị Hương, em là nam, 16 tuổi, cao 1m73, nặng 76kg, theo thể hình được 4 tháng và đang tập theo doán tăng cơ 6 buổi trên tuần. Em đã luyện rất kỹ các video của anh về động tác tập cũng như cường độ. Trong tháng đầu tiên thì em đau nhức cơ khi tập và ngủ qua một đêm, nó còn đau bạo hơn qua hôm đó là hết. Nhưng từ tháng thứ 2 trở đi thì em chỉ thấy đau nhức khi tập, ngủ qua đêm chỉ thấy ê ẩm tí tẹo. Trước khi đến với thể hình thì em là một võ sĩ nên sức khỏe trâu bò và chịu đau cũng rất giỏi. Nhưng em thấy ai tập xong qua hôm sau cũng than đau, riêng em chẳng thấy đau đớn gì, cơ vẫn to ra đều đều. Có phải do cơ thể em nó có vấn đề hay không? Thứ nhất là cái gọi là cái bạn không có bị một cái bệnh là bệnh công tử. Nó thứ là khả năng chịu đựng của bạn nó cũng tương đối trâu bò, cho bạn nói là nó ê ê đó. Thì nó ê ê là nó có phản ứng, là nó có tác động, nó mới ê ê. Giống như cũng một cái lực là giả sử như 100 N nên đấm vô cái mặt thằng kia nó nằm nó xỉu luôn, đấm vô mặt bạn mà cười te tét. Thì không phải là cái, tức là cái khả năng chịu đựng của bạn nó tốt hơn người kia. Người kia yếu quá, đánh mới có một cái là nằm luôn rồi, còn bạn thì mới ê ê thôi. Thì vấn đề đó hoàn toàn bình thường, anh tập giờ cũng ê ê thôi chứ làm gì tìm được cảm giác như là nhất như năm 18 tuổi nữa bạn. Câu hỏi 12.584, trở lại với chuyên mục tăng cơ giảm mỡ hiệu quả. Người cao 1m74, nặng 70, khoảng 22% mỡ. Tuy nhiên, thấy mỡ ngực và bụng khá dày và nhu cầu của em là đốt bớt mỡ. Tập tăng cơ. Vậy thì có nên sử dụng thực phẩm bổ sung hay không? Nếu tính kinh tế thì em nên dùng loại nào hoặc bổ sung đầy đủ để hiệu quả cao nhất? Cộng với luyện tập thì nên dùng loại nào? Cái này thì không tính kinh tế, cứ tốt nhất thì xài ạ. Tức là bạn không quan tâm đến vấn đề kinh tế. Thì bạn đặt câu hỏi phía sau thôi, bạn chơi với đầu chi nó trên đầu vậy? Trong trường hợp mà tăng cơ giảm mỡ hiệu quả thì nói về vấn đề mà không quan trọng kinh tế thì hiện tại mình có một cái sản phẩm tốt là Lean Body. Start.
hoặc là nó stack tăng cơ giảm mỡ thì nó gồm có lean body, rồi nó gồm có reward cao, rồi nếu mà giảm mỡ mạnh thì nó còn có lipo nữa. Có rất là nhiều sản phẩm như anh Duy vừa đưa ra, lean body, lipo thì bạn có thể tham khảo, hoặc là một dòng hỗ trợ tập luyện để mình có thể là tập năng suất hơn và đốt được nhiều calorie hơn. Còn thì bây giờ có nhiều bạn hỏi là có nên xài hay không nên xài, thì câu đó anh hỏi ngược thì các bạn có khả năng hay không có khả năng thôi, chứ đương nhiên có khả năng là phải nên xài rồi, có khả năng là bắt buộc phải xài. Thì bây giờ tự nhiên giờ mình hỏi tôi có tiền á, tôi có nên ở nhà lầu xe hơi không, thì câu đó là mặc nhiên là có nha bạn. Quan trọng là mình có tiền để mình sắm nhà lầu, mình sắm xe hơi hay không, để mình cải thiện chất lượng cuộc sống hay không. Và thằng bổ sung cũng là một cái nhánh hỗ trợ trong vấn đề tập luyện, hỗ trợ trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày chúng ta rất là mạnh. Thì vấn đề đó chúng ta là có kinh tế thì chúng ta phải xài, chúng ta nên xài. Chứ còn bây giờ trừ khi nào mà mình không có được nguồn tiền tập trung mà mình chỉ có nguồn tiền rải rác á, thì mình mới khó khăn ở trong vấn đề hoạch định chiến lược thực phẩm bổ sung mà thôi. Câu hỏi 12585 của một bạn gymmer. Bạn muốn là mình tăng cơ. Tuy nhiên thì bạn cũng có chơi một cái bộ môn thể thao khác là bơi lội, mà theo bạn được biết là trong đồn đoán là bơi lội thì nó có khả năng là nó sẽ ảnh hưởng đến cơ bắp, tại vì nó sử dụng cái sức bền nhiều. Vậy thì trong khi đó thì có một cái sản phẩm là thực phẩm bổ sung Super Amino 6000 là một số sản phẩm mà hỗ trợ cho cái vấn đề mà chống dị hóa hay là phục hồi cơ, hấp thu protein tốt hơn. Vậy thì bạn thắc mắc rằng là nếu mà bạn tập để cho tăng cơ và kết hợp cả bơi lội nữa thì có nên sử dụng Super Amino 6000 không? Tại vì khi mà kết hợp cả bơi lội như vậy thì nó dễ bị dị hóa cơ, mà khi mà bị dị hóa cơ vậy thì phải có cái chế độ dinh dưỡng tốt thì mới có thể phục hồi. Vậy thì theo anh có thấy ở đây là nó có một cái sự mâu thuẫn không? Đâu gì đâu mâu thuẫn, nói chung bây giờ ngày xưa đó thì thời mà anh thực phẩm bổ sung thiếu thốn anh cũng xài amino. Trước khi đá banh là anh cắn 2 viên, uống thêm viên xe sủi nữa, là vô nào gặp anh là có nước nằm hàng rào hết rồi, anh bảo đảm ăn luôn á, cùng trang lứa với anh vô gặp anh là nằm hàng rào hết, hoặc là bỏ chạy trước đi. Nói chung anh này đá hơi rắn à. Tức là bạn bạn gymmer của chúng ta là bạn ấy muốn giảm mỡ, bạn muốn tăng cơ giảm mỡ. Tuy nhiên thì bơi lội là một hình thức có thể giúp cho bạn giảm mỡ, nhưng mà nó lại dễ ảnh hưởng đến cơ bắp. Rồi. Mà để không ảnh hưởng đến cơ bắp thì cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng thôi. Ví dụ như là bạn sử dụng một sản phẩm Super Amino 6000. Vậy thì theo anh bây giờ bạn đang ở trong một cái vòng luẩn quẩn là không biết là có nên duy trì bơi lội hay không. Để bơi lội để giảm mỡ nhưng mà lại ảnh hưởng đến cơ thì phải làm như thế nào đây? Thì nói chung bây giờ á, thì mục tiêu tăng cơ giảm mỡ là hai mục tiêu mà đối lập nhau, thì mình còn phải biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Thì mình không bao giờ kỳ vọng chuyện tăng cơ giảm mỡ cả, cái đó là giống như là cái duyên của ông trời vậy đó. Nó được thì tốt, còn không được thì có buồn. Nếu mình cảm thấy mỡ mình nhiều quá thì mình giảm mỡ đi. Cơ nó mất lạng hay lạng cũng chả sao kệ nó, sau này kiếm lại. Nó hoặc là mình cảm thấy cơ mình yếu quá thì mình tăng cơ đi. Nó tăng 1-2 lạng mỡ thì cũng thôi kệ nó luôn để cho cái đầu mình nó nhẹ nhõm. Chứ còn những cái chuyện mà không thể nào cưỡng cầu được. Thế chứ ta nói là gì, con cái là của trời cho, không thể nào cưỡng cầu được, giới số cũng vậy nữa. Và giờ tăng cơ giảm mỡ cũng vậy nữa. Em hiện đang trong quá trình giảm mỡ bằng cách là gym và bơi lội. Em cao 1m75, nặng 78kg. Tập gym với lịch tập 3 buổi, tức là 6 buổi trên tuần. Và bơi lội ngay sau khi gym như là cardio tầm 1 tiếng. Bơi 3 buổi trên tuần. Em cũng tìm hiểu là bơi lội sẽ ảnh hưởng đến cơ bắp nếu không bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Vì thế em cũng phân vân là nếu ăn nhiều hơn để bổ sung dinh dưỡng thì lại ảnh hưởng đến việc giảm cân. Em định sử dụng sản phẩm Amino 6000 để bổ sung dinh dưỡng liền sau khi gym để đi bơi. Được, đó, anh Duy tư vấn giúp em là nếu sử dụng Amino 6000 thì có thể giảm được việc ảnh hưởng đến cơ bắp do bơi lội hay không? Có chứ. Em đang ưu tiên giảm mỡ. Sau khi đạt mục tiêu cân nặng thì em sẽ tập trung hoàn toàn vào gym. Được, cái chiến lược của bạn vậy là hợp lý. Tất nhiên cái vấn đề mà giảm cơ nó chỉ xảy ra khi nào bạn thấm mệt. Bạn thấm mệt và bạn hơi bị đói, bạn hơi bị đã rã người rồi đó. Bạn không kịp ăn thì nó mới bị như thôi. Còn khi mà bạn chưa cảm giác đó thì nó chắc cũng chưa bị đâu, đừng có lo. Đừng có quá sợ. Chúng ta tới với câu hỏi 12586 có nội dung gần giống câu hỏi 563 trong hỏi đáp hình số 52. Câu hỏi 12587 có nội dung gần giống câu 4874 trong hỏi đáp hình số 430. Câu hỏi 12588. Bạn mới mua một hũ creatine màu xanh dương. Bạn em kêu nên kết hợp với whey uống cùng sẽ tăng hiệu quả cho cơ. Nên mua whey loại nào? Đang phân vân là Gold Standard hũ màu đen đỏ hoặc là bịch whey màu trắng xanh. Em thấy có hai loại whey protein và isolate. Giá cả chênh lệch cũng khá cao, mong anh chị giải thích rõ dùm em hai loại là như thế nào. Ở trong trường hợp này thì bạn cũng không nói là tên sản phẩm, cho nên là Thu Hương cũng rất là khó để mà phân loại cho bạn là nó khác nhau ở cái điểm nào. Thì bạn hỏi câu chung quá không trả lời được câu này. Thứ nhất là creatine màu xanh là creatine nào, còn thứ hai giờ bây giờ bạn hỏi là uống quay rồi nói nè. Là
micronitritin hay có cái hũ màu xanh dương. Không, cái chữ micro-creatine đó là một dòng creatine, chứ phải là một răng creatine, tức là không phải là một tên, một thương hiệu creatine, mà nó là một cái dòng creatine micro thôi. Thì bây giờ quay đầu tiên đó, thì bây giờ bạn hỏi anh cũng chịu luôn. Nó không, bạn hỏi quá chung, anh không thể nào trả lời được. Còn bây giờ bạn chỉ cần phân biệt được hai dòng quay là quay đầu tiên isolate và quay đầu tiên pha. Thì pha nó rẻ hơn, isolate nó mắc hơn. Đó, còn những cái dòng quay nào thì bạn lên website bạn lựa. Website bằng lửa, nói chung là tiền nào của đó đừng quá lăn tăn nhức đầu. Vậy việc kết hợp giữa protein và creatine thì nó có mang lại cái lợi ích không anh? Creatine tăng sức mạnh tăng nước, các bạn cứ nhớ vậy thôi. Creatine tăng sức mạnh tăng nước. Đó. Protein thì tăng cơ. Còn whey protein thì ta đi vô một cái xu hướng đó là săn chắc cơ thể, giảm mỡ. Hai cái này bạn xài chung thì nó hơi bị ngược về đạo lý. Nhưng mà thích bạn thích thì vẫn xài được, không có gì hết á. Nói chung thì nó hơi ngược thôi. Creatine thường thường đi chung với mass. Vậy thì nếu mà như người bạn của bạn á, thì nếu mà sử dụng creatine thì tăng sức mạnh, còn whey thì nó sẽ giúp bạn này phục hồi lại. Tại vì các bạn trẻ mới xài thực phẩm bổ sung á, bạn theo cái tư duy này nè, bạn cứ nghĩ whey protein tăng cơ, bạn sẽ nghĩ như vậy chắc chắn bạn luôn. Bạn nghĩ whey protein tăng cơ, creatine bạn đọc đâu đó quảng cáo bạn cũng thấy chưa tăng cơ nữa, thì bạn nghĩ hai cái tăng cơ cộng lại bằng hai tăng cơ, thì bạn sẽ xài kiểu này. Cái đó là một cái tính toán nó sai lầm nha bạn. Cái quay protein đó chỉ bổ sung protein để nó phục hồi cơ thôi. Còn chuyện tăng cơ hay không tăng cơ nó vô tội. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại chuyên mục hỏi đáp số 625. Xin thân ái kính chào các bạn. Vì ngọt ngào ôi pháp bơ nở, ly cà phê buổi sáng. Bài swas em nhớ chăng, tập đi em chưa lo. Cardio nâng cao những bước chân tình yêu chúng ta. Người yêu em ở đâu bây giờ, để cho anh nhớ thương mong chờ. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.